11. Phẩm hiền đức. Bấy giờ, Đại Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, trạch y che vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát trải qua bao nhiêu kiếp, hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, cúng dường bao nhiêu đức Phật mà có thể thưa hỏi hiền dương khen ngợi về Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như Như Lai đã thuyết cho Thiên Vương tối thắng vậy. Phật bảo Đại Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi: Thiện nam tử, việc như thế này không thể nghĩ bàn được. Nếu chẳng phải vô lượng trăm ngàn đại kiếp tu tập các hạnh, gieo trồng các căn lành, thì chẳng được nghe công đức danh tự của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Thiện nam tử, số các sông Hằng trong hằng hà, xa số thế giới khắp mười phương còn có thể biết được. Chứ Đại Bồ Tát này, hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đã trải qua bao nhiêu số kiếp, cúng dường bao nhiêu vị Phật, đều không thể biết được. Thiện nam tử, trong quá khứ, vô lượng vô biên số kiếp khó nghĩ bàn, có Đức Phật ra đời tên là Đa Văn, đầy đủ 10 hiệu, kiếp tên là Tăng Thượng, nước tên là Nhật Quang, Như Lai Đa Văn thuyết pháp môn thanh tịnh cho các Đại Bồ Tát. Thiện nam tử, ông phải siêng năng, tu các pháp lành chẳng tiếc thân mạng. Khi đó, trong hội kia có một vị Bồ Tát tên là Tinh Tấn Lực, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Ngài, trạch y che vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính mà thưa Phật: Đức Thế Tôn đã nói, ông nên siêng năng tinh tấn tu các pháp lành chẳng tiếc thân mạng. Theo con hiểu ý nghĩa lời Phật nói là các Đại Bồ Tát cần phải biếng nhác chẳng tu pháp lành mới có thể mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Nếu các Bồ Tát siêng tu các pháp thì không thể trụ trong sanh tử lâu ngày để làm lợi lạc cho hữu tình. Nhưng các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, chấm dứt phiền não, trụ lâu trong sanh tử, quyết chẳng phải vì bản thân để mau chứng quả vị